Hello, xin Hello. Chào tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Mấy bạn chào. Ơi, bữa nay em chở con em đi chơi nha. Lâu quá các bạn ơi, không cho mấy bạn ơi, nhớ mấy bạn ơi. Nội cha nó nặng muốn chết luôn cho nó dậy hoài. À, nãy giờ biết gì chưa? Biết gì chưa? Biết bốn gì? Đứa giờ bốn màu. Đúng. À, nhưng mà cho có thằng một màu à. Nói vậy trời. Là Lâm Nguyễn Hải luôn. Bữa nay Lâm Nguyễn Hải bữa các bạn. Lâu quá không cho mấy bạn. Để mắng chân em hả? Để ngắn. Để ngắn chân em hả? Cậu ông nóng khỏi khỏi tôi không? Cậu tục ngữ để đâu trời? Tao không mắng mày luôn bây giờ. Thôi đi, bữa nay cho anh rồi, nói gì nữa chưa. Rồi, cho anh. Bây giờ nè, hỏi nè, bữa nay có ai có ý định gì cho anh Nguyễn Hải không nè, nhà mới nè, vô mới nhà mới rồi, cho nè. Nhà mới thì mình vô cho nơi, mình thấy sao mình cho anh vậy thôi. Vậy. Nói tới cái nịch. Không ngủ hoài à. Phải rồi, bây giờ có niệm nè. Niệm nè, mềm dễ ngủ nè, với máy lạnh đó trời đóng cửa lên còn gì bằng nữa. Mẹ con cái nịch. Ai có ý tưởng gì cho anh không? Bây giờ vô tới cửa đi mình biết cửa đi lắm vô trọng coi có gì chơi đó vô trọng cái mình nảy sinh ra được ý tưởng này đúng không vậy thì tôi nói cho mà biết nè tôi tên là Võ Thị Diễm My nè tôi tên là Võ Thị Diễm My 993 nè tôi tên là Võ Thị Diễm My nè đúng rồi. Rồi chơi một cái gì cho đáng nha trời lâu quá không quay đây nè anh em đây ca ca đại ca quay đại ca quay bắn tim đi ra nhà mình chồng ở cửa cũng vô nè cái màn này là màn đẹp chứ chồng cái này mà đưa cái màn này vô mà dân cá dân lứ là đi cầm một đi ba cháy luôn á nói màn này 3-4 triệu bạc gì đó 3 triệu bạc hả ừ. Mấy cắt này đây kéo cắt không nổi cắt bán đâu được đâu bắt cắt cho anh mà mày tháo cái mũ cho anh rồi bán mới được cắt cho anh mà kìa nhìn kìa lâu quá không được gọi ghế lâu quá mừng rồi tại mấy lấy cái ba béo lại gì chồng chị béo Được. Sao mày đụng cái đầu nó làm gì? À, còn cái nhà này á, biết bao nhiêu mà tiền cổ không? Giờ mày lấy này đi bán cho đi. Cho đi cầm. Mày bán phải bán từ từ. Để cửa thì tưởng không thấy rồi. Ngủ ở trong mới gọi. Chợ cửa này người sau thấy mới lỡ mày mấy kia đâu thấy được đâu. Sợ phanh chụp hình cái gì ông nội. Sợ phanh chụp hình phá cửa rồi. Nãy à. Ông nội không có nổi không có. Cho anh cái trời. Hai cái nhà ở trong á. Bữa nay tâm trạng rồi. Nay ngày mình đi không? Thử. Nhà nhạc buồn rồi. Gió dông nhiều thêm. Ngày mình đi giờ ở đây đặt cam đi đặt cam đây cái đi mình à. Mình có cửa mình vô ổng đi ra không mở cửa mình chạy đi tán lặng đi mình chạy đi chốt thôi đi ra cho nó mừng vậy đó bây giờ mình không có bao mà cho Hải Năm vậy đó mượn con mắt đi mắt nào mắt ừ ba mắt của mày á ba mắt mắt nào ba mắt gì có duyên tiễn rồi bà nội mất cái mắt nào ơi vô là trời cho anh đó không có nội đâu anh Hải bà nội nữa nè giờ là cam đi đặt cái máy cao nó đi có mà phải con cái nhà tôi đánh chết mẹ nè trời ơi cái này cái ghế massage không phải ghế tình yêu mà có cái thằng đứa béo này nhỏ không phải ghế tình yêu đâu mà mày đẩy nó lên ghế mà vậy nhỏ này ba ê ê ê đây là đặt cam nè đợi anh em mình xíu đặt cam nha các bạn ok bạn bữa nay chơi LV điện thoại LV đi quay lết luôn ấy ấy bây giờ ra ngoài ra ngoài đi ngoài đi rồi nói chuyện sao wow. Cố mà cũng quách trên đó giọng cầm nó nghe mà trời hết hồn lại giờ nói em chậm nghe bạn nói giọng cho anh cái đi A few moments later. Xe kìa, vô xe nè. Ở trước không? Ở trước ta bên chân này, ta mới khôn rồi. Ta tới rồi, thì sao? Mấy khôn muôn thỉ à? Mày vô trước không? Ok. Mày trước vô đi. Bám mình qua đây, bám mình qua đây. Bây giờ mày tới. Ê, ông vô đi. Ông vô đó trước đi, hiểu không? Tôi ra đây thì mấy anh tôi ở ngoài. Ông cứu nội ơi, đã ngồi bẫy cái bàn mà nói hoài. Ây cha. Gỡ đi.
mình mới ngồi bể cái làng luôn các bạn á. Đùa anh hai của bà Tư vô đi, có gì mở cửa cho người ta mày có giết nó cô nội gì. Cái nít tao đóng hỏi, cái nít tao đóng hỏi này nè. Cố để ngồi bà hai ơi, con ngồi xin lỗi bà hai, con ngồi bảy cái bàn bà, để nữa con gắn cái miếng khác vô. Dạ xin lỗi bà hai. Chạy ra kìa, né vô, trốn chân. Không tưởng kêu tao, kêu mèo kêu hay nó lại nó chạy về luôn trời. Ra đây nè, không tưởng rồi là... ơi phan nó chưa vô đó, từ từ hí rồi hả, tới nào trốn vô sân. Ba thằng cái chợ ai vậy, đâu gõ cửa vậy, gõ cửa không, ai có cửa vậy? Nghĩa là đâu theo luôn, chạy đi về chơi cho anh cái đi về luôn cái gì. Ngủ bệnh. Chạy kịp không, quay xương vậy kịp không, chơi được không? Ai cái thứ ẩm mà bị cái thứ ẩm mà bị máng cái đít lợn máu không á. Ngã nhà hên mua chuột bà chùm mà ở bển đứng bển. Em chạy đuôi với tao béo đó. Đi. Tên á, chạy cho máu luôn. À có máu có tiền. Tao mạnh nha. Ê sao chứ mở cửa cho nó chạy mày. Đập đi chạy. Núp vô. Chạy vô núp. Xài nhanh vô. Xài sát vô quay, xài sát vô. Ở trọng như động đất luôn chứ không nghe. Mày có đập cái gì? Mày đâu có đập không? Có đập mà. Ủa là trời, nó đập gì mà. Trời không nghe gì không nổi rồi. Đập lại nghe. Nghe đập đi. Mạnh lên nghe. Rõ rõ mà.
gặp ma không nào. Này lát tôi quay cho có cửa này mà. Gọi chứ bằng cửa thôi. Đi vô đây. Ừ, nhà con. Má cho mẹ ngoài luôn. Anh chỉnh video không dùng được trời. Nội nhỏ mới làm cái hai cái thở không hỏi trời. Lên máu gì? Làm hai cái. Mới làm hai nháy. Trời ơi là trời con ăn bánh tráng này. Mày lấy ra giấy mày trời đầu nó cái. Ông mày ký vô động. Trời. Trốn vô sân, trốn vô sân. Cô. Trời ơi, này có tính bằng 2 nữa trời. Có gỡ ra. Nào, bánh rồi. Chó nó vô nó quậy. Chúng cày gì cho mày? Quay 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 kêu kêu ai? Quay quay. Ông Trầm ơi. Cà hớt kìa, cà hớt kìa. Tới tới đại ca đó. Đúng rồi, tới đại ca. Ra ngoài này nhỏ trong ra ngoài này đứng không? Đúng rồi đại ca thì ha, đúng chắc đại ca luôn á trời. Kìa đứng chỗ đó nó chọt lít cái thôi. Kìa. Mở cửa ơi. Trời. Gõ cửa thôi, gõ cửa thôi, gõ cửa thôi. Ai mình có này, khỏe không? Ba câu chuyện đâu rồi? Cái gì vậy? Sao vậy? Có, chết mẹ mày đồ con. Lên trời, trời cao không có. Chắc mày không ưa tao dữ lắm phải không? Mày muốn giết tao phải không? Ừ, đấm mày bây giờ có tao mày phụ thì dám cút hả? Nãy có thằng vô mở cửa. Thằng nào? Tao không thì tao gõ mấy vô tao. Mấy thằng luôn rồi đó. Mấy thằng vô gõ giờ bung 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 người ra tụ cửa thấy ai đâu. Nghĩ sao bác tao mình muốn chơi luôn 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 chắc chắn là có đâu ông tưởng đâu ông nào vô cũng phải nhà cơ mày mình chơi luôn cái này sao tao không hỏi với cái cây này ông nội đâu là tưởng đâu nào tưởng đâu rồi chết chứ bác ơi tôi tới đó tôi nhìn ông quánh đâu bà mẹ tao nói cũng quốc tàu này biết tao biết tàu sao á rồi thằng nào thấy tao thấy nào có cổ này không bây giờ nó vô gọi ông gõ cổ nó giờ biết nào đâu thì tao thấy nào đây có cổ có mẹ tao đây tao mới muốn vô nè. Trời ơi, nãy răng, có tui. Ừ, nãy tui thấy bây giờ có cửa rồi nè. Đó. Tới tui vô mà nó quất của bằng cây này nè. Nào có cửa, tính phan không? Có phan không đâu, thử vô nhà tính phan rồi đó, gặp ổng. Quá đâu. Thử ai đâu, mời ơi, biết không đâu. Mày khí quá. Ai làm gì? Tao mà không ráng cái nó quất cái cây này chắc thêm luôn à. Vô quất. Tổng là ai không á? Tôi có gọi mấy lần
thằng luôn, tôi giao gặp ai đâu. Thấy bây giờ con nào đâu rồi? Nãy tôi vô tôi chỉnh cái dao chấm không chịu chịu thở hết rồi. Vậy nào của tôi ra gặp ai đâu? Nãy nó làm như có ma hay gì đó. Ma gì đây? Có ai gõ chứ ma gì? Hỏi bà nội mẹ, lại bà cũng biết đâu. Tại sao vô bút vô cửa cho nó quất cái kia nó đá cây đầy trời. Đi, nó ra thôi. Đó, thử không? Chó này không à? Ai làm gì đâu? Tội nghiệp nó có mẹ nó. Mày chó quậy đâu phải không? Thôi nào. Thằng nào tao xuống nhà tao mở cửa qua dưới đây. Trời chứ mà cái này. Ông đánh ông chờ đánh ông chơi bằng cây đó ông xếp queo mà chờ đánh ông đi. Tao chỗ làm gì nghe chó. Mấy thằng vô đây gõ cửa tao biết nào đâu tao gặp đợ. Bà hết trơn. Ông gõ cửa. Ông gõ cửa không chồng. Đi vô gõ cửa tao đến vô nào đó. Đó là thiệt không cái gì? Thiệt cà quốc ống luôn. Ông gõ cửa kìa. Tại hả? Tại hả? Giờ gặp đây có nào vô cửa nhà tao không? Có ai đâu. Gõ cửa ba ông nào luôn. Mẹ ổng đặt ông chồng. Ông nói đặt ông chồng. Ô mai mốt. Ừ nè. Ông chồng mới bước vô cái cây đuôi bút. Có. Ừ. Đòi thiết ông chồng luôn. Ừ. Đòi thiết cái này ông gan rồi, cái này ông gan rồi. Cái này có giờ mới tao làm nha. Tôi chắc chắn rồi vậy. À chấm. Cái này có giờ mới rồi. Tao thấy ông sao vậy? Tao thấy luôn nãy mấy bấm thằng ngõ cửa luôn. Bấm ai? Ông thấy hồi nào sao ông chạy ra ông bắt nó? Chạy ra ông kịp. Trời ông chồng mà còn đến. Tại sao vậy? Tại sao tôi biết? Đây nè. Nó quay vậy. Trời. Nó mới ra tại sao đây có mặt đây đúng đúng đây luôn. Vậy còn cảnh đâu? Còn nhà mới, nhà mới đi theo. Nhà mới. Nhà mới. Mấy thằng nào ở đây chơi? Mấy này đâu có mới lại nè. Ôi trời, cầm mà rồi quá cây này. Vừa cái vừa vừa con bỏ cửa trong quốc lại có đông rồi ưng. Ba chị nãy biết nào tôi coi tôi tán thiệt rồi tôi có tán đâu. Tao muốn tán là muốn chơi rồi đó. Tán luôn giờ tao không có nghe chó hay phụng mày cũng mày máu mày cũng được gạo. Sao mình sao tao làm gì mày không? Ông mới gõ cửa, thiếm thiếm qua lòng bây giờ ông chồng mở cửa thiếm ông đi. Dạ ngờ. Ôi trời. Thôi bây giờ chờ vô thành do là ông Hải nha. Chút xíu rồi cái là cái số mạng tao không biết sao dưới cái cây này nữa nè. Ừ. Nhà mới về, nhà mới không có quay luôn. Ở chồng không ơi. Ừ. Rồi con còn chạy ra đồ quýnh ba đồ giữ giận. Mẹ nó nè. Tiễn lên chồng, tiễn. Đâu đó. Không có. Tiễn lên. Đó hả? Mày mày đất có mày thì khỏi tao hả? Con có làm gì đâu. Tôi chồng còn đòi đánh nó hay đấy con à. Ừ, chắc hay lắm con à. Tao gõ cửa cho. Ừ, tao gõ cửa cho giờ, tại không nghe. Ở chồng ăn ngủ cái chồng. Tụi bay ra, tao cũng dám. Tao gõ cửa mỗi đầu có ai dám dốc vô. Thôi quên. Tụi bay ra, tao cũng dám chặn dây ngang này, tao tháo dây luôn rồi kìa. Tao chặn, tao gõ cửa, tao giao này nữa nè. Không có đi chuyện gì tôi gặp ai đóng cửa tới mở cửa tao vô. Cái nhà này cho nữa tao gắn cái chuông đây nè, để nữa tao giao hàng tao bấm chuông đây nè. Ừ. Bấm chuông tao chết dữ. Bỏ chuông đây để đánh nó. Đậu đậu này. Đậu này ba ly nước muốn tay ly. Nó đầm mà đầm nhân chồng muốn. Cái của ai? Coi đậm tao đi. Tao vừa bước vô trong phát mạng chữ nó làm nó cái bài bước cái đầu chó nó vô vô mở không à. Tao mấy mày gõ cho mày hết trơn á. Tại là sao tụi mày này có chụp mày trùng hợp vậy tại sao đứng đây? Biết còn mày thằng nữa không cảnh đâu nha thăm. Thấy đông vô đi qua. Dạ thăm. Ai ngờ đâu chuẩn bị ra người tại gia đình. Nó có mũi bị chích mạng. Không làm đâu hổng gì cái tôi không biết ông đâu trong đó đi vô đâu. Thôi đứng lên đi đừng có vậy. Thôi. Trời ơi không ở gần đâu. Xin lỗi đây nè sao quỳ xin lỗi đây. Để không có lần này thôi nha. Ai làm gì là lần này không nghe. Sao mấy cây mày nhám mày quất tao. Bỏ đây. Không có. Cái này là bằng chứng nó không có lại này là cái gì tao. Ủa sao cầm cây lên. Này cái gì. Này gì mấy bạn biết không. Cái này là cái này là cái gì các bạn biết không? Con ba thấy con đánh ba không? Không, hồi nãy em thấy con đánh ba. Thấy rõ ràng, giờ ba thấy con đánh ba chưa? Con cảnh thấy kìa. Thấy không? Tôi thấy ông trong đây ông không? Ta thấy đầu bây giờ, nãy con làm gì? Ba thấy không? Có thấy. Ba là thấy sao ông né? Né nè. Là né mà được vậy đó con. Mình nghĩ con mình nó lỗi lắm rồi mình đúng không? Vậy là đó, con nghĩ con thấy con nãy phải. Con vừa hút được tiếng gõ, chúng ta làm cái nhá này. Nãy em gặp anh dơ gì nè. Tao dơ luôn dần phải kêu ông Tám lên. Bước xuống quỷ xuống. Ông Tám làm gì vậy? Tự nhiên quỷ. Ông đi ông quỷ xuống á. Giờ là của nào em đợi vậy? Anh, ý là ai có thường thấy mà anh còn chối. Hai là thường thấy. Tao làm gì thấy. Thấy anh cầm ca nhá. Mày lấy cái hình thức này là hình thức gì vậy? Quỳnh quá. Hai là hai ba mắt nhìn thấy luôn. Tao không có nha. Mấy cô thấy rõ ràng. Chú khác lắm, bánh nữa rồi.
Đại ca, đại ca, đại ca ơi, đập đập nó luôn đi đại ca. À, ra là mày. Thâm ngà, thâm ngà, chạm ngành thâm ngà. Thâm ngà, đại lừa biết kìa, chuối lừa. Coi em ra đi, à là mày vui. Chưa được hoàn tới cái đầu luôn rồi đó. Tôi xíu có đám ăn rồi. Ai biểu chổng tối lại chổng không. Chứ giờ mẹ con ngoài đường dịch không đi trong nhà đi đâu vậy? Anh tính đánh rồi thiệt hả? Ờ, mày đi nó tao lại tao mà vô tao cái tao đập diện giống luôn á. Cái này có hồn mới nghe nhạc chổng phiêu chổng. Ủa đâu nghe không? Cái vàng nghe bán gì nè? Mình ơi. Mình ơi đồ. Ngày mình đi xách cây đập cha. Xách cây đập cha mà nó. Được lắm con à. Thì nữa nhà thì gắn chân này. Gắn chân banh luôn. Ta cũng làm tên tội quá. Chứ ta thả thủ giống. Không, ta đuổi thở chảnh luôn. Cái này cái nữa đi, cái nữa. Đấy, thầy nếu mà tao người khác lụm nó tạt cái đầu mình. Vừa tay. Tao tính quên tao gặp ông đó không. Đây, cái gái hầu không. Ổng về. Nghe bản ngày anh đàn ông đang kiếm đồ ca cáo mặc đồ hiệu ứng ghê trời. Ê lúc con trai ảo con gọi nó vậy ông đó đứng đó sao tao vậy ca cái bản gì mà ác không ngày mình đi xách cây đập cha xách cây đập cha cha cái đầu người cái gì cho sao tao vậy tôi nhà ngủ với ba chứ không vô đi gà nồi về gà chén trời đợi anh nhẹ nãy không biết tao con quốc không hả? Trời. Tại vì nãy không biết không ai luôn, tưởng không thiệt sự quạo luôn đang chỉnh video mà mấy ba gì của cổ. Anh cầm tay đang tính đánh thử luôn hả? Ai còn mạnh mẽ còn mạnh mẽ. Đúng rồi. Còn sống còn mạnh mẽ còn sống đó. Vậy à? Thôi thì cho con nhiều người dặn thì mẹ về. Chứ về mà tao chuyện mà giờ không con. Hay quá các bạn ơi. Xúc xích. Mày lấy cái loại eo vì quay xúc xích. Rồi đánh người ta luôn. Khùng quá mẹ ơi ai làm vậy? Xách cây đập da. Ê, để đẳng chăm thêm quay, tao khoái khúc này nè, khúc này lên kìa. Đại ca, dạ đại ca, nãy nói rồi. Nãy nói gì hết. Ai nghe, ôm vô nghe, ôm vô nghe. Ôm vô. Không có sao quỳ nãy thấy quay quỳ rồi rõ ràng nè. Có bằng chứng hết trơn á, nãy cắm cây chà bá. Nãy nó hết hồn luôn á. Vô xin lỗi kìa. Ông Trần, ông nói mất quá thì đi khỏi nhà không có gì đâu. Nãy nói vậy đó. Đi tao cho đi luôn. Đó. Vô nó chị ra. Dễ thôi. Nhà mới. Chứ mà dám con hay là mới tao đi luôn. Con ngồi với bên trai. Vô. Mày nói chuyện giải. Mày chết con mẹo vậy. Nó mất quá rồi đi khỏi nhà không có gì đâu sợ. Ủa cậu cái này mà quến vô một cái đó ăn. Cậu già là để tao chơi không? Nhìn mày nhìn cái đầu không kìa. Vừa tay không? Thấy tao không nghĩ thành cha con là tao muốn không mình đó. Tại vì hồi nãy không thiệt tưởng ai không à quậy. Cũng nhà quậy thiệt con tưởng ai không à. Tính bơi gặp ổng mừng nữa đó chưa. Vô thì gõ cửa bây giờ mới có ai. Nãy giờ nhìn ba lần rồi là ba lần rồi mình xếp bốn bạo. Bốn lần với ba lần vậy? Ai làm gì? Ủa? Nãy anh đang bên vừa lún vô là bọn mới đưa tay gì? Đứa con hổ mà. Giờ quay anh đậu quẹ người ta. Nói em mới đợi sẵn rồi. Đợi không? Khước. Ấy gì này mày làm để lý dành rồi trà sữa trà đào mày làm cha hay gì? Dạ. Ủa đi khẩu trang luôn nè. Gì đâu rồi. Bán đồ online, livestream đồ. Như vậy, anh có lây hoạt gì không? Anh tính chân lãng. Ừ, tính chân lãng. Để ông chồng qua tư báo, để ông chồng qua tư báo. Đó, tôi chạy ra. Tôi nghĩ cha rồi đó. Đó, vô đây. Lâu không còn đâu, bây giờ ông tính nghĩ cho con luôn. Trèo đáy. Trèo đáy luôn vậy. Các bạn, chơi cái cây này cho con đâu có bền lâu rồi. Các bạn thấy video này hay mình nhấn like, subscribe cho anh nha các bạn. Nhà mới các bạn. Chừng nữa nhà mới có nhiều chương trình mới lắm. Mặc dù đây có nhiều loại để cho lắm. Bye bye các bạn nha.